Ngay trong ngày đầu công chiếu, One Piece phim Red đã thu về tới 1,2 tỷ Yên và trở thành phần phim có doanh thu cao nhất trong một ngày. Đó là điều dễ hiểu nếu nhìn vào phản ứng cực kỳ phấn khích của khán giả trước những cảnh quay hoành tráng trong một số bản quay trộm tại rạp được đăng tải trên Top Top mấy ngày gần đây. Tất nhiên, mình không cổ suý cho hành vi thiếu ý thức này và cũng không xem bản cam. Thật lòng thì mình muốn khuyên anh em đừng xem phim lậu như một cách ủng hộ Oda và One Piece. Ngoài ra, nó còn là một trải nghiệm cho chúng ta được xem phim nét căng trên màn ảnh rộng tại rạp bao giờ cũng sướng hơn. Tội gì mà phải đi xem cái bản quay trộm mờ tịt cho đau mắt, đã thế còn phiên dịch nữa. Tốt nhất là cứ chờ CGV Việt Nam anh em ạ. Bản quyền có rồi thì chỉ đợi ngày chiếu thôi. Mình quá hóng nên mới đọc spoiler, nhưng từ giờ tới ngày ra rạp tại Việt Nam, mình sẽ nói không với tất cả spoiler hay clip cắt ra từ phim Red. Mà thay vào đó, chúng ta sẽ đến với loạt bài phân tích về sức mạnh của băng tóc đỏ, vốn dĩ đã được tiết lộ từ trong video trước. Shanks thì vẫn vậy, thể hiện Haki Báo Vương có thể nói là mạnh nhất thế giới hiện tại. Sau khi chứng kiến Haki của Shanks thì Hai Đô Đốc Fujitora và Kizaru lập tức hạ lệnh rút quân. Đặc biệt là khỉ vàng Bosalino đã hết nhờn nhơ và thầm tạ ơn Chúa vì không tới Wano lần trước. Bởi chỉ một tứ hoàng thôi đã kề lưỡi kiếm vào cổ ông ta sau đúng hai nốt nhạc, Kizaru chưa kịp làm gì thì suýt đã bị cắt tiếp và giơ tay đầu hàng ngay và luôn. Tuy nhiên trong video này mình không muốn bàn về sức mạnh của tứ hoàng, tôi đã nói quá nhiều, và mình muốn phân tích nhiều hơn về hai nhân vật thú vị không kém khác, đó là thuyền phó cùng với xạ thủ của băng tóc đỏ, Ben Beckman và Yasop. Một Haki vũ trang đỉnh chóp của Ben Beckman. Ben Beckman, cánh tay phải của tứ hoàng xanh tóc đỏ, cũng là đồng đội đầu tiên của anh. Ben hơn Shanks 11 tuổi và giữ vai trò thuyền phó. Ông mới chỉ xuất hiện vài lần trong manga nên ta chưa được thấy Ben thể hiện sức mạnh. Lần duy nhất ông ta ra tay là tại quê nhà Luffy. Một Ben Beckman đã hạ gục toàn bộ đám sơn tặc chỉ với điếu thuốc và báng súng, chứ chưa hề bắn một viên đạn nào. Điều đó khiến Luffy phải thốt lên kinh ngạc về sức mạnh của Ben Beckman. Theo tiết lộ trong phim Red mà mình đã nói hôm trước thì Ben là một dân chơi thứ thiệt. Các em gái rất ái mộ thuyền phó băng tóc đỏ, cùng có sức hút giống nhau, nhưng mà sức hút này nó lạ lắm. Không như anh ba tóc vàng, mong là trong phim Red không có cảnh Sanji châm thuốc cho Ben Beckman. Ngoài ra, Ben Beckman còn cực kỳ mạnh về Haki vũ trang. Điều này rất dễ hiểu bởi băng tóc đỏ không ai sở hữu trái quỷ nên họ chuyên Haki hơn hẳn các băng khác. Ben là thuyền phó thì lại càng mạnh. Thông tin ghi trong VIP Recap nói rằng Ben có khả năng tấn công vật lý đáng sợ, sánh được cả với tóc đỏ. Bây giờ thì mình tin điều đó là thật. Chắc Ben Beckman đã luyện Haki vũ trang tới cấp độ cao nhất là xuyên phá từ bên trong và chuyên về súng. Ông thuộc nhị súng phái, một khẩu để bắn kẻ thù, khẩu còn lại bắn mấy em gái. Đặc biệt là khẩu súng thứ hai không cần Haki vẫn xuyên phá từ bên trong. Về Haki của Ben, ông giỏi trong việc sử dụng Haki vũ trang tới mức búp được Haki lên các viên đạn và bắn ra khỏi nòng súng. Nhờ đó dễ dàng gây thương tích cho cả người ăn trái quỷ. Nghe đến búp Haki vào đạn, chắc anh em thấy nó bình thường như búp lên các loại vũ khí khác. Có gì đáng tung hô như vậy đâu phải không? Chớ có nhầm, viên đạn nó không như đao kiếm, chùy hay các vũ khí thông thường khác. Vũ khí mà người ta luôn cầm trên tay thì búp Haki vào là quá đơn giản. Khẩu súng cũng vậy, một kẻ chỉ sử dụng Haki cơ bản cũng có khả năng búp Haki vũ trang vào súng và đạn ở trong khẩu súng. Nhưng khi đạn được bắn ra thì lại là khác. Ví dụ cây kiếm rời tay là ngay lập tức trở về nguyên trạng, không còn màu đen bọc bởi Haki nữa. Tất nhiên trừ hắc kiếm vĩnh viễn. Mà có hắc kiếm như vậy, ngoài Haki cấp cao còn phải đạt cảnh giới kiếm nhân hợp nhất. Như vậy thì Ben Beckman coi như cũng đạt đến cảnh giới súng nhân hợp nhất, tạo ra hắc đạn, cho nên khi viên đạn rời khỏi nòng súng nó vẫn được Haki vũ trang của Ben Beckman bao bọc. Do đó, Haki mà Ben truyền vào khẩu súng phải là Haki vũ trang xuyên phá, bị bắn trúng sẽ bị phá hủy từ bên trong như kiểu đạn nở bị cấm trong chiến tranh. Có thể Ben không phải xạ thủ số 1 trong One Piece, nhưng chắc chắn ông có sát thương gây ra bởi súng lớn nhất thế giới. Đặc biệt là độ cứng của Haki vũ trang của Ben sở hữu cũng vô cùng khủng khiếp. Ông thường bọc Haki lên cánh tay để đỡ đòn, cho dù là đạn đại bác đối với Ben cũng chỉ như mũi đốt inox. Ngoài ra thì mình xin nhắc lại một chút là Ben Beckman là người sở hữu IQ cao nhất Biển Đông. Sự thông minh và khả năng lập kế hoạch tác chiến, ứng biến nhanh nhạy của vị thuyền phó là lý do mà băng tóc đỏ được xem là băng hải tặc bất bại. Các chỉ huy dựa vào sức mạnh vật lý thuần túy mà giúp thuyền trưởng của họ trở thành tứ hoàng, ngang hàng với những quái vật như Dâu Trắng, Big Mom hay Kaido. Trong đó, hiển nhiên Ben Beckman giữ vai trò quan trọng nhất thủy thủ đoàn. Ông cũng không dùng trái quỷ, thể chất của ông ấy không hề thua kém những kẻ ăn trái doan cổ đại như các Okanban. Chúng có sức chịu đựng hay phục hồi bá đạo của hệ doan, nhưng cơ thể con người của Ben Beckman lại tỏ ra vượt trội. Và dù có ở dạng khủng long thì kinh cũng chẳng trâu bò hơn được ông ấy. Có lẽ về khoản chịu đòn thì Ben Beckman chỉ chịu thua Marco, người ăn trái doan thần thoại Phượng Hoàng tái sinh. Còn nếu so với Katakuri, chắc chắn rằng Ben Beckman ao trình. Tiệu chung lại, chúng ta đã thấy rằng Ben Beckman có sức mạnh, trí tuệ đều ở đẳng cấp cao nhất.
ngoại trừ khả năng hồi phục thua Makoza, Haki quan sát của ông ngang hàng với Katakuri. Về sức mạnh vật lý và Haki vũ trang thì không ai có thể so được với ông, kể cả Zoro. Còn Haki báo vương mình không biết Bang Big Man có sở hữu nó hay không. Hiện tại Bang Big Man là mạnh nhất trong số các Number 2 bằng Tứ Hoàng nói riêng và các chỉ huy nói chung. Và cuối cùng sẽ là so sánh với đô đốc hải quân. Mình tin chắc rằng ba đô đốc đều có Haki vũ trang cấp cao khi họ giơ tay không vẫn chặn được sóng xung kích từ cú đấm của dâu trắng. Hay trước đó mình cũng lấy ví dụ Aokiji bị dâu trắng đâm, Akainu bị Mako và Vista chém nhưng không sao. Đó là bởi hai đô đốc này phân tách cơ thể quá nhanh nhờ Haki quan sát thấy trước tương lai. Nếu không, Haki vũ trang đã đánh trúng họ. Tương tự là Kizaru, ông ta bị Rayleigh chém rách mặt, nhưng không có nghĩa vì vậy mà nói Kizaru không có Haki quan sát cấp cao. Đã là trưởng đô đốc, chênh lệch là không đáng kể. Mình vẫn tin Kizaru có Haki quan sát cấp cao. Tuy nhiên, tốc độ là sát tinh của Haki quan sát. Điều này đã được chứng minh bởi Shanks, cho nên Haki quan sát của đô đốc gặp Ben Beckman, người 99,9% cũng sở hữu nó là không đáng nhắc đến. Mình nghĩ các đô đốc không thể chiếm ưu thế nhờ trái quỷ, họ sẽ phải rất dè chừng Haki vũ trang cấp cao của Ben. Và Ben cũng có thể chất như Rayleigh, Haki đều ở cấp độ cao, vì vậy so với các đô đốc, ông hoàn toàn tương đương. Thuyền trưởng ao trình thì thuyền phó ngang cơ là bình thường. Chẳng trách Oda miêu tả Ben Beckman mạnh đến nỗi có thể một mình đánh lại đô đốc hải quân. 2. Haki quan sát ao trình cả thế giới của Yasop. Nhân vật tiếp theo mà mình muốn nhắc đến ở trong video này là cha của God Usopp, xã thủ số 1 thế giới Yasop. Nếu ai còn thắc mắc tại sao Shanks phải một mình chèo thuyền tới làng Shirup mời cho bằng được Yasop vào băng thì hôm nay sẽ có câu trả lời. Cùi dừa Shirup mỗi tháng chỉ gửi cho mẹ của Usopp 5 triệu berry vì ông phải đầu tư tiền mua đạn để tập luyện. Chả trách Luffy kể chưa bao giờ thấy Yasop bắn trượt. Ông có thể bắn gãy chân một con kiến ở khoảng cách hàng chục mét mà không giết chết nó. Điều này có được nhờ Haki quan sát bá đạo. Trong phim Red, ngay cả Usopp cũng đã sử dụng được Haki quan sát thấu thị tương lai gần, tiến tới đẳng cấp của Charlotte Katakuri. Tuy nhiên, Katakuri chắc là chỉ huy số 1 thọt nhất do máu giấy, kinh thì phòng thủ trâu và nhanh như tàng hình, khắc chế cứng Haki quan sát. Zoro và Ben Beckman sở hữu sức mạnh vật lý khỏi bàn. Gặp họ thì Katabu nên vào hang với fan MU chứ đừng chửi Zobu, Baker hay Abu. Bởi Oda đang phát triển các nhân vật sau mạnh hơn nên Katakuri hết thời rồi. Ngày xưa giới thiệu Haki quan sát của Katakuri bá vãi, cơ mà nếu đặt bên cạnh Yasop thì tuổi còn ngàn con. Yasop sở hữu khả năng nhìn trước tương lai liên tục thay vì chỉ một khoảng tương lai gần giống Katakuri. Nhờ đó mà ông rất khó bị đánh trúng, còn đối thủ đừng hòng chạy thoát nếu Yasop đã khóa nòng. Điều này là hiển nhiên bởi xạ thủ thì thường máu giấy, cha nào con nấy mà. Có lẽ Yasop không khỏe bằng Yamato, Sanji hay Jinbe chứ đừng nói là Zoro. Cơ mà tiếp cận được ông để tấn công hay không mới là vấn đề. Cận chiến vốn dĩ là điểm yếu cố hữu của các xạ thủ. Yasop hiểu rõ điều đó nên đã luyện Haki quan sát tới mức luôn nhìn thấy trước tương lai. Do đó kẻ thù không thể lại gần Yasop. Tuy nhiên bá đạo là vậy, nhưng Yasop chỉ xếp thứ 3 sau Ben và Lucky Roo. Lý do thì cũng như nguyên nhân Katakuri bị mình đánh giá thọt nhất trong các Number 2. Tốc độ của Lucky Roo là quá nhanh, thấy trước cũng không thể tránh được. Katakuri ở đảo bánh chẳng thể né Gear 4 Snake Man của Luffy, thử hỏi làm sao nó được tốc độ ngang với Sanji khi thức tỉnh Gen của King. Lúc đánh với Zoro, King thu ngọn lửa trên lưng lại và di chuyển với tốc độ khiến hắn như đang tàng hình. Khi nghĩ chỉ thấy được một chút tương lai gần như Katakuri thì chẳng ăn thua. Và như Yasop thấy được tương lai liên tục, chỉ huy số 3 mà còn có sức mạnh nhỉnh hơn cả số 1 bằng Big Mom, bảo sao băng tóc đỏ chẳng bất bại. Càng ngẫm càng thấy Kaido nói đúng, trái quỷ mạnh thôi thì chưa đủ. Phải có Haki mạnh mới thống trị được thế giới. Vào xa đô đốc mãi chỉ làm công ăn lương cho chính quyền. Trên đây là tất cả phân tích của mình về sức mạnh của Ben Beckman và Yasop dựa trên những thông tin có được từ phim Red. Nếu anh em thấy video này hay đừng quên like, share và đăng ký kênh kèm nút chuông bên cạnh để ủng hộ cho chuyện tổng hợp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!